Xin chào các thính giả thân thiết của blogradio.vn. Các bạn thân mến, tuổi 22, cái tuổi ở lưng chừng giữa những ngã rẽ cuộc đời, chúng ta sẽ có nhiều thứ phải lo, sợ ra trường thất nghiệp, sợ mình già, sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong thời kỳ khó khăn này. Và trong chương trình của tuần này, mời các bạn đến với bài viết của tác giả Võ Ánh Diệp với những trăn trở về tuổi 22, bài viết có tựa đề Tuổi 22 với quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy là tôi đã 22 tuổi. Lẽ ra trong ngày sinh nhật, ngày hạnh phúc vì được chào đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, tôi phải viết một cái gì đó thật vui, nhưng lại vẫn chỉ là những dòng chữ nặng chịu nỗi buồn của những phiền lo chưa có điểm dừng. Dù sao đi nữa, thì cũng xin chúc mừng sinh nhật hạnh phúc nhé, tôi ơi. Đêm vội vã, thay vì làm những việc quen thuộc như nghe nhạc, online Facebook hay đôi lúc siêng năng học bài, thì ngay lúc này tôi đã nằm trên xe đò để về nhà với mẹ. Hôm nay sinh nhật tôi cơ đấy, đáng lẽ phải vui, hạnh phúc vì mình bước sang tuổi mới chứ nhỉ. Nhưng làm sao vui nổi khi mà cách đây 48 ngày của cuộc đời nghiệt ngã này đã cướp đi người bố kính yêu, người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Ngày bố mất, trong phút chốc, cuộc đời tôi mọi thứ như đang sụp đổ. Tôi như một đứa trẻ lạc đường, mất hết phương hướng và nghị lực sống. Cuộc đời này đúng là không có gì gọi là công bằng và mãi mãi phải không? Người ta nói, cái gì mất đi rồi thì con người ta mới thấy hối hận và nhận ra rằng nó quan trọng như thế nào, quả không sai. Trước nay, tôi vốn là đứa nhìn đời bằng cuộc sống màu hồng. Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống với tôi luôn bằng phẳng và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều về những bon chen, đẩy dậy những rối lửa ngoài kia. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi được bố mẹ bao bọc và tôi xem đó là điều hiển nhiên. Vô tư tươi cười đến nỗi thành ra vô tâm. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được nuông chiều. Tôi là một đứa tính tình ngang bướng, khó chiều. 22 tuổi, bản thân vẫn đang cắm cúi ở giảng đường với những ngày tháng cuối cùng. Vẫn mệt mỏi với những bài tập, đề tài nghiên cứu khoa học rồi khóa luận tốt nghiệp. Đi cùng đó là nỗi lo sợ về ám ảnh sắp bị quẳng vào cái cuộc sống bon chen ngoài xã hội, với cuộc sống tự mình bươn trải, với những ước mơ, khát vọng đầy hờ hững. 22 tuổi, cái tuổi lưng chừng, cái tuổi mà nhìn vào đâu cũng sẽ thấy sợ. Sợ ra trường thất nghiệp, sợ mình già, sợ không biết tương lai mình sẽ làm gì, sẽ về đâu trong cái thời buổi người khôn của khó này. Nhìn lại thời gian đã qua, 3 năm trước vào giảng đường đại học, chọn 3 năm tôi xa nhà, đã gặp đủ hạng người, được chứng kiến đủ thứ chuyện, đã từng trải qua đủ xúc cảm lạ lẫm của cuộc sống. Hạnh phúc lắm, mà nước mắt cũng nhiều lắm. 22 tuổi, tôi biết sống tự lập hơn nhiều so với đứa trẻ 19 tuổi của ngày trước, biết kiếm được đồng tiền khó khăn như thế nào và suy nghĩ cũng khác đi nhiều, không còn là đứa tiêu tiền không kế hoạch và bừa bãi như trước nữa. Tôi muốn thoát ra khỏi là chắn an bình mà ba mẹ đã tạo ra cho tôi bằng tình yêu vô bờ bến. Tôi muốn làm việc, bận rộn để không phải suy nghĩ buồn phiền quá nhiều. Tôi muốn tự mình giành lấy, sở hữu những gì mình thích bằng chính sức của mình, chứ không phải từ ai khác. Tôi muốn mình sống mạnh mẽ hơn. 22 tuổi, quãng đường tương lai mù mịt chẳng nhìn rõ, chẳng biết lấy điều gì để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Không biết nhìn vào ai để mà tiến lên phía trước. Cuộc sống vốn chẳng bao giờ như vẻ hào nhoáng mà nó để lộ ra ngoài. Càng lớn càng biết rằng cuộc sống này nhiều màu sắc lắm, và trong bản phối màu lung linh của cuộc sống luôn tồn tại những mảng màu đen tăm tối. Lúc này, tôi muốn sống an nhiên, yên bình với những gì mình đang có, với những gì mình đã đạt được, chẳng muốn bon chen, chẳng muốn tranh giành với ai nữa. Nhưng sao mà khó đến vậy? Không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý muốn của mình. Bạn đối xử tốt với người khác, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có trách nhiệm phải đối xử tốt với bạn. Bạn nỗ lực cố gắng làm việc hết mình bằng chính đam mê và năng lực, nhưng không phải lúc nào thần may mắn cũng quay về phía bạn và mỉm cười. Vì thế tôi biết rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thất bại là thử thách, cũng chính là cơ hội để ta bắt đầu. 22 tuổi, tôi chẳng có một cái gì trong tay gọi là chắc chắn. Nhưng không vì thế mà tôi buông bỏ mọi thứ, vì phía sau còn có mẹ, người quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Vì mẹ, tôi biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều để không phụ lại những gì mẹ đã làm cho tôi. 22 tuổi, tôi biết quá khứ, hiện tại và sau này cũng vậy. Những gì tôi làm dù đúng dù sai thì tôi vẫn sẽ nhận, tuyệt đối không hối hận về những gì mình đã làm.
22 tuổi, tôi can đảm để tự quyết định tương lai cho mình và cũng đủ dũng khí để tìm cho mình một hạnh phúc. 22 tuổi, tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ buông cái gì cần buông, quên những cái gì đáng quên để sống tốt hơn. Khó khăn sẽ nhiều, nhưng tôi sẽ mạnh mẽ, ngẩng cao đầu để sống, hoàn thành tốt những gì đã đặt ra cho tương lai. Cố lên tôi nhé! Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.